Cái món đấy là món gì đấy? Ngon không có tìm những này đến tả này. Ngon. Đây là món cánh gà chân giòn nha. Được, món cánh gà chiên giòn ok, ngon. Tiếp đến món thứ hai là món gì? Ăn cái cay mặn mặn cái cay đúng hương vị của tuổi thơ. Mà khẳng định đúng hiệu cà phê. Cái này giống cái gói gì mà mình hay ăn nhỉ? Giống nhỉ? Mày hỏi họ xem. Nhưng mà thiếu thằng Nga với thằng Độc ăn rất ngon nè. Đông mới vui thôi. Hay đi vào lấy gà chúng nó ăn nữa. Sao mày biết? Cháu phải đi mua thuốc cho anh Quang. Thuốc gì? Mua thuốc cho con Trung. Hai nhà nó đi đâu? Vẫn còn lại nhà. Nó lại khóa cổng sớm. Nay không hát karaoke gì nhỉ? Đồng tin cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội. Thực phẩm sạch à? Nhưng có sạch không? Dạ phải không, tính biết ngay. Nghe cái này nó dai dai, xong bắt đầu nó dẫn tới hơi mỏi mồm. Hay mai mua kẹo cao su về ngồi nhai nguyên ngày, phải gắn ăn cơm. Nên nếp mồm cũng nhai. Không, nghe nhìn thấy sao đỏ là ngậm mồm lại không nhai nữa chứ. Đúng không Thịnh? Thế thầy giáo nhìn xuống thì ngậm mồm lại không nhai nữa à? Tiếp theo là kẹo mút. Kẹo mút này là kẹo mút gì? 1.200 chiếc. Vị cam. Kẹo mút vị gì đây?